Rồi em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô cần thăng ha. Cây này em đã ủ đâm chồi sống khỏe hết rồi cô chú anh chị ơi. Em bán một cặp nghe cô chú anh chị. Mã đầu tiên là mã số 95. Cây rất là quái ha. Chỗ này là 13. Quanh 13. Chiều cao là 22. Chiều cao 22. Mã số 95. Mã số 95. Rồi cặp này 350.000 anh chị, bao ship luôn. Mã số 96. Mã số 96. Cặp này cũng rất là quái nha cô chú anh chị. Quanh đây là 14. Quanh 14. Chiều cao 21. Chiều cao 21. Mã số 96. Rồi cũng 350.000. Mã số 97. Quanh chỗ này là 17. Chiều cao 18. Mã số 97. Cũng 350.000 kia. Mã số 98. Quanh đây là 14. Chiều cao 19. Mã số 98. Rồi 350.000. Mã số 99. Cây bên đây rất là đẹp nè chị. Quanh đó là 12. Chiều cao 20. Mã số 99. Rồi cặp này 300 thôi anh chị ơi. 300.000. Mã số 100. Rồi mã số 100, mã số 100 đó nha anh chị. Quanh đó là 16. Chiều cao 17. Mã số 100. Này 350 chưa? Bao ship luôn. Mã số 101. Quanh đó là 13. Chiều cao 19. Mã số 101. Cũng 350.000. 102. Quanh cái này là 17. Chiều cao 20. Mã số 102. 350.000. Mã số 103. Quanh cái này là 16. Chiều cao 17. Mã số 103. Cũng 350.000 đó chú anh chị. Mã số 104. Quanh đó là 16. Chiều cao 16. Mã số 106. 350.000. 104. Đây là mã 104. 104 nha anh chị. 105. Tới 105. 104 350.000 đồng giá không? Tới 105. Cái này nó bị ra bên ngoài không gì trơn nha anh chị. À, nó xù ra lên thôi. Quanh 14. Bên trong bình thường ha. Chiều cao 26. Tại nó già xù lên. Mã số 105. Rồi 350.000. 106. Rồi cũng đồng giá 350.000 chứ. 107. Cây bên đây rất là quái vậy luôn chị. Quanh 18. Chiều cao 16. Mã số 107. Rồi 350.000. 108. Quanh trái là 17. Chiều cao 18. Mã số 108. Rồi cặp này 250 rồi. 109. Quanh cái này là 17. Chiều cao 18. 109 cũng 250 nha cô chú anh chị. 250. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích rễ với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bán nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích rễ này, hàng của Đài Loan, Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500g, là nửa ký đó nha cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích rễ luôn nha cô chú anh chị. Loại này sử dụng rất là tốt, số anh em đã sử dụng rồi rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. Một thôi là mình, nếu mà tưới ít đó mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha chú anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha anh chị. Rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này là siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc chứ không có phun lá ha, chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em mới về loại dây nhôm nghe cô chú anh chị. Dây nhôm đen loại 1 cực kỳ mềm dẻo luôn, bao hàng anh em luôn. Anh em về sửa mà nếu mà cứng thì em sẽ đền lại luôn anh chị ơi. Đó, cho anh em test hàng luôn. Dây nhôm loại 1 cực kỳ mềm dẻo ha. Em có 4 loại thôi, chỉ có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly đó. Đồng giá là 150.000 một ký. 150.000 một ký mà em bán một lần 3 ký em mới bao ship nha anh chị. 150.000 một ký, ship mỗi lần là 3 kg, em bao ship. Bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Thứ hai là về được cái kìm cắt dây nhôm. Kìm này thì bao hàng bán dữ dằn bán luôn nha anh chị. Cái này anh chị vừa sửa kiển nè, vừa cắt mấy cái cành này ha, nhỏ rồi, tuyệt vời luôn ha. Em đã xài rồi nè. Đó, dây nhôm thì em có chỉ có 3 loại thôi. 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Nói chung là từ 1 2 3 4 này là anh chị đã sửa dây từ cây tầm trung trở lại là được hết trơn rồi. Chừng kia cây đại bự dưới bự mấy dây lớn thôi. Đó, dây bảo hành là anh em là mềm dẻo luôn ha. 150.000 ký mà bán mỗi lần là 3 ký, bao ship nha cô chú anh chị. Đó, 1 2 3 4, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly là vừa cho anh chị sửa cây hết rồi. Với hai kìm cắt kẽm. Có thể nhấp cành được luôn nha anh chị, 150.000 một cây, bao ship. Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi, rất là im nên em giới thiệu cho cô chú anh chị. Này là công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000. Em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi em mới giới thiệu cô chú anh chị. Em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bén luôn đây. Cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè anh chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó, rất là bén ngót luôn. Đó chị xem ha. Này hàng cũ này em đã xài rồi nè, gần cả năm nè. Xài rất là ok nha chú anh chị. Bền, rất là bền. 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật. 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship, nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú anh chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài, với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây, em lấy cho cô chú anh chị xem ha, cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây. Làm rất là đẹp cô chú anh chị xem ha, rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị, in chìm luôn ha. Đó, rất là bén. Em bao bán ha, mấy cái hàng này là em bao bán, em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha, điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó, thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp, một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng của Nhật hết trơn nha anh chị, công nghệ Nhật hết, bao bén hết vô anh chị. Đó, đây in chìm hết nghe cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó, 350.000 một cây, em bao ship. Cô chú chị em ha, cây rất là đẹp. Đây là cặp xéo rồi đúng không chị, bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cặp tròn. Đó, em lấy từng cây ra cho quý chị xem. Cặp tròn giá chỉ 350.000 một cây. Đó, em bao ship luôn. Cặp tròn đây anh chị. Đó, hàng rất là chất lượng ha, in chữ chìm luôn không nghe cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa. Này là cưa lách. Cưa này đúng là hàng tuyệt phẩm nè anh chị. Giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha nè, em bao bán luôn. Đó, rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe đúng chị. Đây nè, cưa lách nha anh chị. Đó, chỉ có 70.000. Mà cưa lách này anh chị mua hai cây em mới ship nha cô chú anh chị. Mua một cây em không ship, tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship một cây nên lỗ nha anh chị. Em bán nếu mà cưa lách thì phải là hai cây em mới ship, 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây ha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á ha. 1, 2 cây, 3 cây, 4 cây rất là bén, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe anh chị, tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục luôn nghe cô chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Rồi mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục. 8 cây đục với một cây dùi cui, 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.